Hôm nay Tuấn Dương sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cái địa chỉ, đó là số 257 Trương Vĩnh Ký, là Vựa Hải Sản Thủy Cung. Thì lý do Tuấn Dương tới đây bởi vì đây là quán của một anh bạn của Tuấn Dương. Anh là chủ quán và đồng thời anh cũng có rất nhiều các cái hoạt động từ thiện. Thì ngày 16 âm lịch này anh cũng sẽ tổ chức các cái chương trình từ thiện để phát quà, phát gạo cho những cái người nghèo. Và trước đây thì cũng có một số lần thì anh cũng đã gửi Tuấn Dương tiền để đi giúp đỡ những cái người mù ở tỉnh giúp đỡ những người mù ở giúp đỡ những người mù ở Tiền Giang. Thì anh cũng thực hiện rất là nhiều các cái hoạt động từ thiện. Chính vì thế mà khi mà nhận được cái lời đề nghị của anh tới để mà dự khai trương cái quán, thì hôm nay Tuấn Dương cũng nhân tiện là tới để mà review một cái địa chỉ quán hải sản ở Sài Gòn. Đồng thời là cũng là cảm ơn anh vì trong cái thời gian vừa qua anh cũng đã ủng hộ rất là nhiều những các cái chương trình từ thiện của Tuấn Dương. Thì tới hôm nay khi mà anh tổ chức phát gạo, phát quà cho người nghèo, thì Tuấn Dương cũng sẽ tiếp tục để quay video clip để gửi tới quý cô chú anh chị. Thì có một cái điều mà khá là thuận lợi cho những gia đình ở Sài Gòn đi ăn, đó là ở hải sản 257 Trương Vĩnh Ký, hải sản Thủy Cung, thì có trước mặt nó là một cái công viên thu nhỏ này, công viên nho nhỏ này, thì cái chỗ này là có thể đậu xe. Và theo như anh chủ quán cho Tuấn Dương biết thì khi mà khách đi ăn mà đậu xe hơi thì sẽ được nhân viên hướng dẫn đậu và giữ xe miễn phí ở phía trước mặt này. Còn nếu như mà khách đi xe gắn máy thì để xe ở bên đường kia và cũng là giữ xe miễn phí luôn nha các bạn. Con phố Trương Vĩnh Ký này mình thấy khá là sầm uất. Trương Vĩnh Ký là tên một cái nhà bác học khá là nổi tiếng mà nhiều người biết. Thì bây giờ Tuấn Dương sẽ đưa quý vị và các bạn đi qua thăm cái Vựa Hải Sản Thủy Cung nhé. Chúng ta cùng đi. Rồi, thấy ở đây là chuyên cung cấp và sỉ lẻ hải sản. Bên đây là các cái em lễ tân mặc áo dài, nhìn khá là dễ thương. Rồi bây giờ chúng ta có lẽ là sẽ đi thăm hải sản trước à. Đây, Vựa Hải Sản Thủy Cung, chuyên cung cấp hải sản cao cấp và tươi sống. Mình sẽ nhìn sơ một chút xíu Có rất là nhiều các cái loại cá lạ mà mình không có biết. Nhưng mà đây là cá mặt quỷ này các bạn này. Cá mặt quỷ, mặt nó nhìn như con quỷ. Và như cái cá này là mình sờ vào là sờ bằng tay là không có tốt đâu. Còn con này là con tự dưng quên mất tên rồi. Để xíu Tuấn Dương sẽ hỏi lại á. Con này là con ốc vòi voi này. Ốc vòi voi. Đó, còn phía bên đây là con cua Alaska này các bạn. Đó. Còn bên đây là tôm hùm Alaska. Tôm mũ ni. Cá chim trắng. Còn đây là con cá bơn này các bạn. Đó. Đây là tôm hùm á. Mình sẽ trêu thử một hai con tôm hùm. Wow, các bạn nhìn này. Wow, trời. Đây là tôm hùm bông của Việt Nam. Cái loại tôm hùm này thì ăn nó sẽ... Tuấn Dương thì thích ăn hơn là tôm hùm Alaska. Đây cá bống mú này các bạn. Cua. Gẹ. Các loại, đây là con tu hài.
ốc hương, nghêu, bạch tuộc này các bạn ơi. Đây về con bạch tuộc này, bạch tuộc tươi sống luôn á. Đó. Đó. Wow. Các bạn nhìn này. À, chào chào. Wow, đây cái vòi bạch tuộc của nó vẫn còn đang tươi á. Ở đây là con hào này các bạn. Hào. Đây, con này là con gì đây ta? Rồi chúng ta sẽ hỏi thăm chú ơi, chú thăm hồ hải sản đây đúng không? Cái gì? Chú quản lý hồ hải sản đây đúng không chú? À em kia. Mà chú ơi cho con hỏi cái con đây là con gì chú? Con sò đấy gọi là sò mai hay sò gì chú? Hay sò dương? À đúng rồi, đây sò dương. Anh ấy sò đấy bao nhiêu tiền một ký rồi anh? 69.000 một con này là bao gồm chi phí chế biến chưa anh? Dạ, tất cả. À, anh coi là anh báo cả chi phí chế biến rồi. Anh còn đây là cá chép à? Dạ, anh chép giòn. Ờ, cá chép giòn. Cá chép giòn. Còn con này là cá trình anh? Dạ, trình suối à. Trình suối. Ờ, đây là cá tầm đúng không? Dạ, đúng rồi. Ờ, cá tầm này các bạn ơi. Những con này nó là sống ở nước lạnh nha. Còn bên đây cá gì anh? Dạ, đây là cá lăng à. Cá lăng. Cá lăng còn đây. Đây cũng kêu bằng cá lăng, mà cá lăng vàng. Cũng cá lăng vàng. Trên là cá chép. Ở trên là cá chuối ngọc à. Cá chuối ngọc. Ồ, còn cá đây lạ quá. À, đây là bạch tuộc này các bạn ạ. Wow. Trời ơi. Wow, nó bơi. Con này nó cắn không anh? Không. Wow. Đây, bạch tuộc này sờ nhìn nó cứ nhũn nhũn này các bạn ơi. À, vẫn còn tươi, vẫn còn ngon ngoe. Các bạn ơi, bạch tuộc này là 907.000 một ký à. À, bạch tuộc tươi này. Không biết có ai dám ăn sống con này không à. Mình coi trên phim Hàn Quốc thì họ vẫn ăn sống rồi họ cho nó bô vào mặt đấy. À, ở Việt Nam có người ăn sống hả anh? Ôi, em chưa nhìn thấy ai ăn sống con này, em sợ đó. Bên đây là ốc giác vàng nha các bạn. À. Đây các bạn ơi, con này là con bảo ngư nhá. Trời ơi, nó rất là lạnh luôn này, mình lấy thử ra này. À, bảo ngư vẫn còn rất tươi luôn. Đây là hai con đúng không? Dạ. À, ốc bảo ngư này là nhiêu tiền ký này anh? 1.400.000. Cái này 1.608.000 đã bao gồm chi phí chế biến nha các bạn. Rồi em cảm ơn anh. Còn con cá này là cá gì, cá mập vậy anh? Cá bóp. À, nhìn trông như cá mập đấy các bạn. Cá đó thì nhiêu tiền ký anh? Trời ơi. Cái này là 459.000 ký này các bạn. Còn con trên kia là cá đuối hả anh? Ừ. Nhìn cái đuối, cá đuối, cái đuôi của nó rất là dài nha các bạn. Rồi, còn con... Anh ấy, con cá mặt quỷ này giá nhiêu anh? Wow, các bạn ơi, cá mặt quỷ này, nhìn trông nó như con quỷ luôn. 1.654.000. Cái đó là bao gồm cả chi phí chế biến luôn. Dạ, dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Rồi, bây giờ vậy là chúng ta sẽ... Mình đã review sơ một lượt để các bạn coi. Thì có rất là nhiều loại, bây giờ mình cũng chưa biết là cái loại nào mình sẽ ăn cái loại nào đây. Đấy. Nhìn thì cảnh quan thì vào lối bên trái thì mình thấy có một cái hòn non bộ. Giờ mình sẽ qua thử cái bên hòn non bộ chút xíu nhé. Cái hòn non bộ này thì khi mà bắt đầu vào thì mình cái cảm giác vào quán thì rất là mát mẻ. Ở đây như là nuôi cá koi á. Cái hồ nước dưới này nuôi rất là nhiều cá koi này. Đó, đủ màu sắc. Thank you.
rồi đây chúng ta sẽ vô thử phòng. Đây là phòng VIP 5 nhé. Wow. Anh ơi, phòng này là chứa được bao nhiêu người anh? Dạ, phòng chứa 10 người ạ. Phòng bàn này à, bàn dài 12 người, trong có máy lạnh luôn các bạn. Rồi, ok. Anh ấy còn cái phòng mà diện tích rộng hơn nữa không anh? Dạ. Rồi chúng ta sẽ đi tham quan cái phòng ở trên nữa nhé. Đây có đằng sau là một cái mặt tiền nữa. Đằng sau là một cái mặt tiền nữa anh? Đúng rồi ạ. Lối đi sau quán này là hai mặt tiền luôn đó các bạn. Rất là thoáng. Đây cũng có một phòng VIP nữa. Phòng này thì có sức chứa là 10 người nhé các bạn. Anh ở đây mình có nhiều phòng, mấy phòng VIP anh? Đây có 5 phòng. Và cái sức chứa của nó như thế nào anh? Phòng lớn nhất là 20 người. Lớn nhất là 20 người. Anh ấy thấy còn mình đặt tiệc mà mình ngồi trong cái phòng VIP thì mình có phải trả thêm phí hay gì không anh? Còn cái thực đơn này là ra VIP. Thực đơn VIP là thực đơn riêng. Đúng rồi. Dạ, thực đơn VIP là thực đơn riêng, trong này có máy lạnh, có phục vụ khác với ở ngoài đúng không? Đúng rồi. Dạ. Và phòng lớn nhất của mình là diện tích là chứa được 20 người. Chào các bạn, thì Tuấn Dương có hỏi thăm anh Khải xem ở đây là cái phòng VIP như nào, để vì rất là nhiều người muốn có một cái không gian riêng tư để đặt tiệc. Em chào anh. Anh ơi, cho em hỏi là của mình là phòng VIP này mình có mấy phòng anh? 5 phòng. Anh ơi, mà phòng cái lớn nhất là diện tích nó là lớn nhất thì sức chứa được khoảng bao nhiêu người anh? 20 người. Còn phòng bình thường là 10-12 người đúng không? Anh cho em hỏi thêm là nếu như mình ngồi ở đây thì cái có phải trả phụ thu hay là giá nó như thế nào anh? Không, có giá chênh lệch 10%. Chênh lệch 10% so với ở ngoài. Nhưng mà được phục vụ tốt hơn. Rồi phòng máy lạnh luôn. Còn cho em hỏi nếu mình muốn đặt trước phòng VIP thì mình liên lạc như thế nào anh? Đặt trước tiệc sinh nhật hay là liên quan thì có giảm giá 10%. Tức là nếu như mình liên lạc đặt trước thì được giảm giá là 10%. Vâng. Cho em hỏi thêm là bây giờ rất là nhiều gia đình đi thì họ đi xe hơi, thì ở mình có chỗ giữ xe hơi không? Có. Giữ xe hơi mình có tính phí không anh? Có, ở đây là giữ xe hoàn toàn miễn phí. Giữ xe hơi, xe gắn máy là hoàn toàn miễn phí luôn. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Tuấn Dương thấy là cái chỗ ngồi ở đây rất là thoáng mát đó các bạn, bởi vì là ở đây thì họ sử dụng một cái hệ thống là mái che. Mái che này thì nó sẽ được kéo ra khi mà trời không có mưa, còn hôm nay thì có những cái hạt mưa nên là họ kéo cái mái che này ra các bạn. Nhưng mà bình thường khi mà không có mưa đó là họ sẽ để kéo hết mái che ra và ngồi cảm giác thì rất là tự nhiên, đón gió trời. Bây giờ mình cũng đã thấy bắt đầu có những các cái nhóm khách bắt đầu tới rồi đó các bạn. Đây thì họ ngồi cái bàn ghế là bàn ghế gỗ và có ghế dựa, có nệm nha các bạn. Bàn ghế gỗ, ghế dựa và có nệm. Thì mình thấy là đây thì cái cơ sở vật chất là họ cũng đầu tư cái chỗ ngồi khá là chắc chắn. Bàn ghế thì đẹp, nhiều chỗ thì họ còn để cái bàn ghế ngủ cơ. Đây các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ thưởng thức thử cái món này. Anh ơi, món này là bao tiền một ký anh? Hay là bán con hay như nào anh? Bao nhiêu anh? 1.4 triệu một con này á? 1.4 triệu. Và
con phải cân theo như lạng. À, con này là cân như nào em? Cân. Dạ, mình cân là mình tính ra mình. Con này là bao tiền một ký em? À, hôm nay sẽ ăn thử cái món ốc vòi voi này các bạn. Dạ là 1.378.000. Ờ, rồi ok. Một cái về một ký. Con này có một ký không em? 8 ký. 8 ký hơn. Rồi, hôm nay ăn thử con này đi. Rồi cho anh một con này đi. Mình sẽ cái này biết con nào sống, con nào chín, à con nào sống. Con sống nè. Như nào là sống em? Dạ, dạ, cái này nó đang sống. Như nó chết á, là nó trong đây là nó sẽ bị chóc cái mạng này. À, nó chết là cái thịt này nó ấy là. Dạ. À. Dạ, một con ha. Đây, bắt thử đi. Mình đây, tận tay bắt trong hồi rồi. À, các bạn ơi, con này thì lại hơi ngắn chút xíu à, con đấy dài hơn này. Mà thịt nó trắng. Đấy thôi, em cứ lựa, em thấy con nào ngon em lựa cho anh một con đi. Gì? Con chừng khoảng 1 ký thôi. Loại đó là 679.000 nha các bạn. Giò huyết thì mình sẽ ốc giác á. Ốc giác vàng đấy là. Đây, thực ra con ốc giác vàng này thì mình cũng chưa ăn nữa các bạn. Một con này 1 ký không ạ? Ăn con đó, ăn hết rồi. Không, lấy con nhỏ nhất đi. Dạ vâng. Vâng, anh cho em cho loại ghẹ chắc ghẹ lớn thì chẳng ngon. Lớn là ngon hơn này, hay sao? Ăn ghẹ ngon hơn. Cho ăn ghẹ. Em muốn hay là muốn ăn một con cua, một con ghẹ? Ờ, thế anh cho một con cua, một con ghẹ đi ạ. Cho em con ghẹ lớn đi ạ. Vâng. Rồi, ok. Ghẹ đó thì bán giá nào chị? Đây, đi chợ đây các bạn. Cho vào trong, con ghẹ vẫn còn đang... Đó, con ghẹ vẫn còn đang ngon ngoe ạ. Dạ, ghẹ mình là 999. Dạ rồi, ok. Cho em một con cua nữa đi. Cho em cua thịt đi anh. Cua thịt cũng to to nha. Dạ vâng ạ. Đây, cũng có. Cho khoảng 7-8 lạng đi anh. 7-8 lạng. Dạ. Dạ vâng ạ. Đây, một cái rổ này đi chợ đây các bạn. Thì hôm nay thì sẽ thưởng thức thử những các cái món của bên nhà hàng. Con cháu con nào ạ? À? Đây, con này càng con to lắm. Vâng, đấy, lấy cho em con càng bự đi. Rồi, vậy là của em là còn mấy, còn món gì nữa nhỉ? 4 con tu hài với 2 con sò dương ạ. 4 con tu hài, 2 con sò dương. Rồi, ok. Rồi, đây là càng của nó. Dạ, dạ.